xin chào tất cả quý vị đang đến với sự kiện lễ khánh thành nhà máy nhựa Hoàng Uyên. Lần đầu tiên xin rất là vui cùng với người bạn trẻ của mình, MC Hoàng Uyên, xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe dồi dào, trân trọng nhất. Inauguration ceremony of Nantawin Plaza Express Today. We are honored to accompany you in this event. Today, the inauguration ceremony of Nantawin Plaza Express Today will have in parallel with the inauguration ceremony of Donghai Plaza Express Today in Haiyun Province. This is a particularly important series of events coming to Plaza Express Today. Ladies and gentlemen, the process of formation and development of the Plaza Express started in 2008 in 2021. Ladies and gentlemen, results at the inauguration ceremony of Nantawin Plaza for today. They are also a special guest. I'd like to give you a welcome. Hai nhà máy vô cùng quan trọng được khánh thành vào cùng một thời điểm, thưa quý vị. Ladies and gentlemen, today a particular meaningful day for leadership and staff of the Blacklist Group because we have choose important factories inaugurated at the same time. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng kết nối với đầu cầu tại nhà máy Đông Hải Hải Dương để cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Lê Văn Quang, chủ tịch tập đoàn.